Hello cả nhà, một khu trời lạnh rồi ha, mọi người theo Lani ra vườn hái những cái rau còn lại nha. Cả nhà nhìn thấy lá diếp cá nó cũng chuyển sang màu đỏ luôn rồi nè, tại vì trời lạnh đó. Ngày mai là tuyết bắt đầu rơi cho nên bữa nay là phải hái hết rau luôn. Có bạn nào không chịu được mùi rau của cái cây này không nè? Lúc mọi người thu hoạch rau diếp cá đó, thì các bạn phải cắt sát gốc ha, có nghĩa là cắt sát gần đất luôn nha. Rau diếp cá này cả nhà biết không, chỉ cần trồng có một lần thôi là mùa hè năm nào cũng có ăn hết á. Nó cứ mọc thì nó càng lan rộng ra, nó lấy hết đất luôn á cả nhà. Cái cọng rễ của nó rất là to ha, mà nó chạy ở dưới lòng đất rất là sâu và xa. Có một mùa hè là đi cố tình bươi đất lên đập phá rễ của nó lung tung hết á, nhưng mà nó vẫn mọc lên rất là tốt như cỏ dại gì đó cả nhà ơi. Ban đầu á, mình chỉ trồng nó ở đây thôi mà bây giờ nó lan ra phía sau của cái hàng rào luôn. Cả nhà đi theo Lani ra phía sau thu hoạch tiếp nha. Lá ở đây á, nhìn thấy nó vẫn còn xanh ha. Cây này á, nó thích vùng ẩm ướt ha, ở chỗ bóng mát có ánh sáng thì nó sẽ mọc rất là tốt nha. Thật ra đó, cái chỗ Lani đang trồng mấy cây này á, có nhiều ánh sáng lắm. Mặt trời mọc từ sáng cho tới 3-4 giờ chiều luôn, cho nên nó mọc tốt lắm cả nhà ơi. My God, nhiều quá luôn. Sao mà ăn hết đống giáp cá này được? À, mình có thể xay ra làm nước để uống, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Có bạn nào từng uống nước giáp cá chưa nè? Ở đây á, là một rừng rau bạc hà luôn nè. Là lá min tới mọi người à, cây này nó chống lạnh hay lắm cho nên lá vẫn còn xanh mướt rồi nè. Vì cây này nó mọc rất là nhanh và mọc rất tốt cho nên Lan thì ăn đâu có kịp đâu. Giờ cái cây này nó rất là cao đó cả nhà, cao gần bằng Lan đi luôn á. 2 năm trước á, bà hàng xóm chỉ cho Lan đi khoảng 4 5 nhánh thôi, Lan đi cắm trực tiếp xuống đất. À, bây giờ hả, nó ra cho một đống giống vậy luôn nè. Thật ra Lani thấy mấy loại rau thơm á, nói chung là cũng dễ trồng ha, dễ chăm sóc nữa. Lá rau này thơm phức cả mọi người ơi. Cây này á, thì nó cũng như cây diếp cá vậy đó, nó thích ẩm ướt, bóng mát và ánh sáng nha cả nhà. Mấy loại rau này á, nó rất là thích trời mưa. Mỗi lần mà trời mưa, Lan đi thấy rau rất là xanh mà nó mọc lẹ nữa. Còn những ngày không mưa thì chắc chắn là phải tưới nước á. Sau khi thu hoạch xong á, mình sẽ tỉa bỏ mấy cái cành còn lại này ha, mình cắt sát gần gọc quá là được, để mùa xuân năm sau á, để cho nó mọc lại tốt hơn. Rồi Lani cũng tạm ngưng video ở đây, cảm ơn cả nhà đã theo dõi, mong cả nhà tặng cho Lani một cái like, một cái share, comment và nhấn luôn cái chuông để xem những video kế tiếp. Bye bye.